Xin chào nha, hôm nay thì mình sẽ khui hộp và review cho anh em xem một cái loa này thì được tặng kèm với Oppo Reno 8T nha. Cái loa của hãng Olay, thì dành cho một số bạn chưa biết thì Olay cũng là một cái thương hiệu con của Oppo, nói chung là một cái thương hiệu chuyên sản xuất các cái phụ kiện cho Oppo. Nên là các bạn có thể để ý là thời gian gần đây khi mà Oppo bán máy thì toàn tặng hàng của Olay, ngoài ra thì còn có cả hàng của Tekin nữa nha. Đó, Olay với Tekin là hai cái thương hiệu mà là thương hiệu con nha, thương hiệu phụ kiện con của Oppo. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem một cái cách đóng hộp rất là đẹp, một cái hộp màu trắng nha. Đó, bên trong thì chúng ta sẽ được bọc một lớp mút để đảm bảo an toàn cho chiếc loa. Và đây là sản phẩm chính của chúng ta nha. Một chiếc loa với một cái thiết kế có thể nói là rất là đẹp. Trong hộp thì chúng ta sẽ có thêm một vài thứ nữa, bao gồm một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Thì sách hướng dẫn sử dụng này các bạn có thể đọc để chúng ta có thể xem được các cái cách thức vận hành của nó này, cũng như là nó sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái nút để chúng ta có thể chỉnh giờ. Đây, chỉnh độ sáng này, báo thức này, đấy, tăng giảm này, chế độ này. Nói chung là sách hướng dẫn sử dụng thì cũng khá là dễ. Nó sẽ có nhiều tính năng bao gồm đèn ngủ, loa Bluetooth, radio, báo thức, và nó cũng kiêm cái giá đỡ trên điện thoại luôn nha. Ở đây, phía sau là chúng ta sẽ có cách hướng dẫn để sử dụng báo thức nha các bạn. Rất là chi tiết và cụ thể. Tất nhiên là cái loa này thì nó sẽ không thể nào mà các bạn kết nối Bluetooth mà nó đồng bộ giờ qua đâu các bạn. Nó không phải đồng hồ thông minh, nó không có app kết nối. Các bạn muốn chỉnh giờ thì phải chỉnh bằng tay nha. Chỉnh bằng tay 100% luôn á. Giờ thì mình xem thêm một cách nào để khởi động cái loa lên không ha. Rồi, sau một hồi loay hoay thì mình biết là cái loa này của chúng ta là ở dạng là luôn standby nha các bạn. Ở trong hộp thì chúng ta cũng sẽ có một sợi cáp từ USB A qua đầu C với cái chất lượng khá là tốt nha, rất là dày dặn. Để mà khởi động lên được thì các bạn chỉ việc ấn tăng độ sáng thôi. Đây, chúng ta sẽ có giờ nha, phút nha. Các bạn có thể sử dụng các cái nút là mode này để mà mình chuyển qua các chế độ khác này. Đây là chỉnh giờ này, mình switch để qua chỉnh phút này. Còn đây là tăng này, và đây là giảm này. Đó, mình ấn mode tiếp nha. Báo thức này các bạn, giờ 24 này hay là giờ 12. Đó, bấm tiếp này. Cái này thì mình không biết nha. Đó, đây là lúc nãy là chỉnh 10101 là chỉnh ngày tháng các bạn. Đấy, còn đây là báo thức này. Báo thức này. Đó, nó có nhiều chế độ báo thức khác nhau nha các bạn. Đâu. Hiện tại thì mình chưa chỉnh giờ thì đang là 12 giờ 2 phút nha. Rồi, quay trở lại với cái loa chúng ta thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đẹp với dạng hình oval nè các bạn. Đó. Với cái mặt xung quanh này thì được bọc bằng vải. Tuy nhiên thì loa thực tế của nó mình nghĩ là nó chỉ có ở một mặt nào đó thôi, phía trước hoặc phía sau thôi. Còn cái mọc như vậy nó chỉ là tăng cái tính thẩm mỹ cho cái loa thôi các bạn. Ở phía dưới chúng ta sẽ có một cái cổng sạc và một cái lỗ nhỏ. Thì theo mình thấy thì đây chính là cái lỗ mic nha. Các bạn có thể đàm thoại từ đây. Và cổng sạc C cũng như là những cái lỗ chấm 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 này, gọi là lỗ cộng hưởng các bạn. Và chúng ta sẽ có hai cái phần đế này là bằng cao su này, để khi các bạn đặt lên trên mặt phẳng á, thì nó sẽ êm hơn. Một điểm mình thích ở cái loa này đó chính là nó có phần là tay nắm này, là làm toàn bộ bằng nhôm nha. Và nó sẽ có cảm biến chạm vào trong này. Ví dụ khi các bạn muốn tăng độ sáng lên ấy, thì các bạn có thể bấm vào đây. Đó, rất là đẹp nha. Cái này là nút này để là giảm độ sáng của đồng hồ nha các bạn. Đây, tăng độ sáng đồng hồ này. Loa này không tắt được các bạn, không tắt được nha. Nó sẽ luôn chạy như vậy, khi nào hết pin thì chúng ta sạc pin thôi. Mình không thấy nhà sản xuất công bố là bao nhiêu lâu thì nó hết pin, nhưng mà mình thấy khách hàng họ sử dụng thì cũng khá là lâu đó. Công suất thực tế của cái loa này thì nó sẽ là 5W nha, 4 ohm 5W và nhân hai cái loa nhỏ bên trong, tức là tổng cộng cái loa này sẽ là 10W. Nguồn điện vào của nó thì sẽ tối đa là 5V và 2,1A, khoảng 10,5W, và đèn LED thì có công suất là 1W. Nó có sạc nhanh luôn các bạn. Này, nguồn vào tối đa 5V 2,1A hoặc là 9V 2A tương ứng với 18W, tức là phần lớn những cái củ sạc của Oppo ở trên thị trường hiện tại thì đều có thể sạc nhanh đến cho cái loa này nha. Rất là tiện.
Rồi, giờ thì mình sẽ giới thiệu một số tính năng khác. Mở sáng lên nào. Thì để mở Bluetooth đó các bạn, thì chúng ta sẽ bấm vào Bluetooth này. Đây là có nút FM này, tăng giảm độ sáng, nút play này, và tăng đèn nha. Đây, thì cái điểm mình thích ở đây là nó sẽ có một cái gờ nhỏ này các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể biến cái này thành một cái giá đỡ điện thoại nha. Mình kéo cái này lên này, sau để xuống như vậy này. Mình vừa thưởng thức phim nha, và vừa có cái loa để sử dụng này. Rất là chắc chắn, có thể để giặt như vậy được luôn nha. Đấy, tối đa như vậy này, rất là tiện nha. Ngoài ra thì nó sẽ có cái đèn này cũng rất là thú vị. Chạm bất kỳ đâu cũng được các bạn. Này, chạm đây cũng được này, chạm đây cũng được này. Đó, bây giờ thì mình sẽ test thử Bluetooth. Mình sẽ bấm Bluetooth nha. Online S2 ghép đôi này. Rồi, ok. Mình sẽ mở nhạc nha. Thì để tránh cái trường hợp vi phạm bản quyền thì mình sẽ mở nhạc ở trang web là NCS nha. No copyright sound. Một bài hát nào đi. Cảm giác nha, là cái con này á, thì nó có cái chất lượng âm thanh không thực sự xuất sắc giống như cái build mà nó làm. Online làm cái build này rất là tốt các bạn. Mọi thứ thiết kế đều cực kỳ chỉnh chu, rất là đẹp, rất là hiện đại. Một cái loa với mức giá là 1,5 triệu mà, 1,6 triệu theo như bên Oppo họ công bố. Nhưng mà cái âm lượng của nó thì 10W mình đánh giá là nó hơi nhỏ nha. 10W thì cái này là quá nhỏ này. Ngoài ra thì cái tiếng bass của nó thì nó lại không có được ấm, không có lực lắm các bạn. Giải chép hay là giải mid thì nó cũng bình thường. Cái loa này thì phù hợp với nhiều cái nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên nếu mà các bạn thích nghe những cái thể loại nhạc mà no bass, ví dụ như là nhạc non-stop EDM, thì nó sẽ không phải là một lựa chọn phù hợp để cho các bạn là gọi là giải trí xem phim, hoặc có thể là biến cái loa sử dụng cái này nó là một cái đèn ngủ, một cái vật trang trí ở trên bàn làm việc thì ok. Còn với cái việc mà để sử dụng nó như một cái loa thực sự hay để mà cảm nhận âm nhạc thì mình nghĩ là không nha. Nó còn thua cả cái con loa robot RT100 mà mình mua có hơn 100.000 thôi, mà mình đánh giá là con đấy chất lượng âm bass còn hay hơn con này nữa cơ. Nhưng mà rất là đẹp, có báo thức này, có đồng hồ này. Và nếu các bạn không sử dụng loa thì cái đồng hồ này có thể trụ được rất là lâu nha. Có thể được đến 2-3 ngày gì đó. Còn nếu mà loa thì liên tục thì chắc khoảng chừng 5 tiếng là nó sẽ hết pin. 10W nhưng mà nghe nó khá là nhỏ. Nhưng mà về tổng thể nó cũng rất là đẹp. Đây là quà Oppo tặng cho khách hàng khi mà đặt trước cái sản phẩm Oppo Reno 8T 5G. Chứ không phải cái bản 4G các bạn, Oppo Reno 8T 5G nha. Và một chiếc loa với rất nhiều công năng. Rồi, hôm nay thì mình sẽ chỉ trên tay và nói cho các bạn một số các cái thông tin liên quan đến cái sản phẩm loa Oline S2 này thôi. Và mình đánh giá đây là một con loa đẹp thôi, nhưng mà nó sẽ không phù hợp để cho các bạn nghe nhạc. Bạn muốn thưởng thức âm thanh ở dạng là chỉn chu hay á, thì cái này không hay nha. Chỉ phù hợp để là đẹp, để trang trí trong phòng ngủ, trên bàn làm việc. Hoặc là để chúng ta có thể cầm đi đâu đó khoe bạn bè những cái tính năng hay ho, ví dụ như là đèn này, hoặc là có giá đỡ điện thoại này, đồng hồ báo thức các thứ thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã mất chút thời gian để theo dõi video. Nếu thấy video hay hữu ích, nhớ đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp mình nha. Xin chào, và mình là Nóng TV, hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.